Di Madalena, Maria Madalena, người phụ nữ yêu Chúa thiên tha, cậy vào Chúa khi đời xa ngang, theo chân Chúa không ngại đường xa. Mừng thánh nữ Maria Magdalena, người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh. Ngài là gương yêu Chúa thiết tha và loan báo tin mừng gần xa. Maria Magdalena, Maria Magdalena, trời còn tôi ra viếng Chúa ta, nhìn mộ trông như thầy ở đâu, ôi vui sướng khi thầy hiện ra. Mừng thánh nữ Maria Magdalena, người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh. Ngài là gương yêu Chúa thiết tha và loan báo tin mừng gần xa.